Quyên Quyên mến chào quý vị đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Nội dung để bàn luận ngày hôm nay sẽ là chế độ tập luyện khoa học cho bệnh nhân mắc bệnh viêm phế quản mãn tính, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Thưa quý vị, ngay lúc này nếu chúng ta có những thắc mắc, xin mời quý vị sẽ cùng liên hệ với số hotline đang hiển thị trên màn hình. Và Quyên Quyên cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Boni Detox của công ty trách nhiệm hữu hạn Botania đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, với tình trạng hút thuốc lá cũng như sự ô nhiễm không khí như hiện nay thì dẫn đến việc có nhiều bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp như là viêm phế quản mãn tính, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD. Và những căn bệnh này thường gây ra những triệu chứng khó chịu như là ho, đờm, khó thở. Để có thể cải thiện cũng như kiểm soát được những căn bệnh này thì ngoài việc chúng ta cần phải tuân theo chỉ định của bác sĩ thì bệnh nhân cần phải có một chế độ tập luyện thể dục thể thao hợp lý. Tuy nhiên, nếu chúng ta không có những bài tập phù hợp, tập sai cách thì dễ dẫn đến tác dụng hoàn toàn ngược lại. Vậy chế độ tập luyện như thế nào là hiệu quả đối với những căn bệnh mãn tính về đường hô hấp? Xin mời quý vị sẽ cùng đến với chương trình ngày hôm nay. Đồng hành cùng với Quyên Quyên trong chương trình này xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Vâng, chào MC Quyên Quyên. Kính chào khán giả của chương trình. Xin được chào cô Hồng Thu ạ. Chào MC. Chào bác sĩ. Chào quý vị khán giả. Suốt nhiều năm trời phải sống với những trận ho đờm rồi khó thở của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đã khiến sức khỏe của chú Lương Văn Thắng ngày càng kiệt quệ. Cuộc sống vì thế mà thêm phần khó khăn, mệt nhọc. Khi được hỏi về nguyên nhân gây bệnh của mình, chú cho hay. Chú hút thuốc lá mà, thì chú đã từ năm 90 tuổi. Hút một ngày thuốc lá của chú tầm cỡ khoảng độ 2-3 thuốc, thế là phổi cho nó mới bị hỏng. Thế thì chú đi lái xe ô tô thì chú đường dài, nhưng ngày xưa thì đi đường xá bẩn lắm, bụi, có khi khoảng độ 5m, 10m, 20m khi chẳng nhìn thấy ô tô đằng trước. Bọn chú lại chủ quan coi như vậy là đi ra đường có bao giờ đeo khẩu trang bao giờ đâu. Thế coi như vậy là khi về nhà ngoáy vào cái lỗ mũi này nó đen gì. Đến 2006 người yếu hẳn thì bắt đầu đờm ra rất nhiều, mà hộp đờm đặc khác cũng không được, đờm nó đặc quánh vậy, nó xanh nè. Còn ho thì ho kéo dài, nhiều khi ho cả sáng lẫn chiều. Chúng thấy các người nó khó chịu quá, kiệt quệ thì người chúng cứ mệt mỏi lạ bên lọ sang kia, mà nhiều khi đi khoảng 15-20 mét khó thở là phải ngồi xuống. Xong càng ngày nó càng lún sâu, khó thở quá nặng, bắt đầu đến thời gian kéo sẽ hen suyễn nặng. Chú đi bệnh viện, bác sĩ bảo là bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, dám vào bên phổi phải. Cứ hàng tháng nào chúng phải đi khám, dùng thuốc hít rồi dùng máy thở vẫn bị. Nếu mà nặng quá thì lại chui vào viện làm 10-15 ngày. Thưa bác sĩ, câu hỏi đầu tiên đặt ra là việc chăm tập luyện thể dục thể thao có lợi ích gì đối với những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính về đường hô hấp như là viêm phế quản mãn tính, hen suyễn hay là phổi tắc nghẽn COPD ? Khi tập luyện thì nó giúp những cái bệnh lý mãn tính của đường hô hấp cái điều gì? Đầu tiên là nó sẽ giúp cho cái cơ bắp của chúng ta nó được phục hồi trở lại. Và khi phục hồi như vậy thì nó sẽ làm cho cái gì? Cái cơ thể của chúng ta khi vận động nó sẽ trở nên là gì? Khỏe hơn, và chúng ta cảm thấy là cái cảm giác mệt mỏi nó sẽ giảm đi. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta tập luyện thì chúng ta hít thở nó cũng sẽ tập cho cái cơ hô hấp của chúng ta tốt. Khi cơ hô hấp chúng ta tốt thì nó sẽ cung cấp cái oxy cho cơ thể. Và khi cung cấp oxy cho cơ thể nhiều thì chúng ta sẽ cảm thấy gì? Cái sức khỏe của chúng ta khoan khoái hơn. Rồi cái nữa là sẽ làm cho chúng ta giảm đi cái tình trạng là gì? Loãng xương. Vì khi chúng ta tập luyện, và đặc biệt là những cái bệnh này hay xảy ra những người lớn tuổi đó, nếu chúng ta ít vận động sẽ làm loãng xương. Một cái đặc biệt nữa là khi chúng ta tập luyện, tinh thần chúng ta sảng khoái thì tự dưng nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy yêu đời hơn và làm cho chúng ta có được một cái cuộc sống về tinh thần và thể chất nó tốt hơn khi chúng ta mắc phải những cái căn bệnh mãn tính này. Xin được cảm ơn bác sĩ. Chúng ta thấy rằng là cái việc mà tập luyện thể dục thể thao rất là cần thiết để có thể kiểm soát được những căn bệnh mãn tính và đường hô hấp. Vậy thì các bệnh nhân cần chú ý những gì trong việc tập luyện thưa bác sĩ? Là khi các bạn tập luyện mà nếu các bạn không có được một cái tập hô hấp tốt đó, thì nó sẽ làm cho các bạn cảm thấy mệt mỏi. Thì cái đầu tiên các bạn sẽ có cái phương pháp tập thở. Nếu chúng ta mới khởi đầu cho cái tập luyện đó, thì các bạn nên tập hít thở sâu. Một ngày chúng ta tập hít thở sâu khoảng 3 đến 4 lần tùy theo cái điều kiện của mình. Các bạn sẽ hít thật là sâu vào, xong các bạn thở ra bằng cách các bạn chúm môi lại, các bạn thở từ từ ra. Cái phương pháp thở như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta, thứ nhất là cung cấp cái oxy cho cơ thể, đặc biệt là trong những bệnh lý phổi mãn tính. Cái thứ hai nữa là nó sẽ tập cho chúng ta các cái cơ hô hấp của chúng ta tập cho nó tốt. Khi các bạn thấy là chúng ta tập được cái thở tốt rồi, các bạn kết hợp những cái tập ở tay và chân. Tại vì khi các bạn tập những cái cơ tay và chân á, thì nó sẽ giúp cho các bạn là tăng cường cái lực cho cái cơ hô hấp luôn.
Thì tập ở tay và chân thì các bạn tập những cái động tác thông thường thôi. Ví dụ chúng ta là có những cái động tác co duỗi của tay và chân. Rồi sau đó các bạn sẽ tăng lên, các bạn có thể cầm một cái chai nước nửa ký, các bạn tập những cái động tác đó. Thì như vậy nó sẽ giúp cho cái cơ của cái tay của chúng ta tốt hơn. Rồi cái chân của các bạn thì các bạn có thể là tập đi bộ, và chúng ta tập thể dục khoảng 3 ngày trong một tuần. Mỗi lần như vậy các bạn tăng dần cái lượng lên. Và chú ý là khi chúng ta tập thể dục thì chúng ta không nên ăn quá no, nhưng cũng không được để đói. Và các bạn nên chọn lựa cái môi trường tập luyện vào buổi sáng, khi ít người, và cái môi trường đó nó sẽ gì trong lành hơn. Bên cạnh đó thì gọi là cái nguyên nhân mà gây nên bệnh mãn tính của đường hô hấp thì đa phần là do chúng ta bị nhiễm những cái chất độc, ví dụ như là khói thuốc lá nè, bụi bặm từ môi trường nè, hoặc là chúng ta bị nhiễm khuẩn nhiều, tái đi tái lại nhiều lần. Do đó nó sẽ gây độc cho cái tế bào đường hô hấp. Nên một trong những phương pháp hiện nay thì đó là sử dụng những dược thảo với mong muốn là để giải độc cho cái phổi của chúng ta và giúp cho chúng ta giảm đi những cái triệu chứng cũng như là tránh những cái tái phát của những cái cơn mà khó thở. Vậy thưa bác sĩ, không biết là có những loại thảo dược nào đã được y học hiện đại chứng minh là có hiệu quả trong việc là giải độc phổi, từ đó có thể kiểm soát được những bệnh như là viêm phế quản mãn tính, hen suyễn, rồi phổi tắc nghẽn COPD thưa bác sĩ? Phải kể đến đầu tiên là cái nhóm được gọi là cái nhóm mà giải độc cũng giống như là phục hồi lại cái tổn thương của đường hô hấp. Ở trong đó nó có hoàng cầm, xuyên tâm liên, cam thảo Italia, cái lá ô liu. Thì các cái nhà khoa học ở tại Hàn Quốc đó, do là giáo sư Seong Soro đã nghiên cứu cho thấy là trong cái hoàng cầm nó có một cái hoạt chất đó là bakalin. Bakalin thì có tác dụng là gì? Nó chống oxy hóa và nó phục hồi lại cái tế bào niêm mạc của đường hô hấp. Do đó khi sử dụng lâu dài thì nó có tác dụng là gì? Bảo vệ cái niêm mạc của đường hô hấp. Và như vậy nó sẽ làm cho chúng ta giảm đi những cái cơn tái phát của cái bệnh khó thở trên những cái bệnh lý mãn tính. Cái nhóm thứ hai mà chúng ta gọi đó là nhóm mà ngăn ngừa những cái tác nhân gây độc mới cho cái đường hô hấp. Ở trong đó nó có cái cúc tây và cái xuyên bối mẫu. Đặc biệt là trong cúc tây thì các nhà khoa học người ta nghiên cứu là cho thấy là nó có tác dụng là tăng cường cái khả năng của cái đại thực bào. Đại thực bào là một cái tế bào trong cơ thể chúng ta, nó có tác dụng là gì? Khi có một vật lạ vào trong cơ thể nó sẽ bắt cái vật lạ đó lại và nó làm cho cái vật lạ đó mất đi cái tác dụng gây độc cho cơ thể. Thì ví dụ như là những cái vật lạ, ví dụ như là những cái bụi bặm, những cái khói thuốc hoặc là những cái vi khuẩn, virus chẳng hạn, thì khi xâm nhập vào cơ thể sẽ bị cái hoạt chất trong cái cúc tây đó nó làm cho đi không hoạt động được. Cái thứ hai, cái xuyên bối mẫu thì có một cái đặc điểm là nó sẽ kích hoạt cái hoạt động của cái lông mao của đường hô hấp. Trong cái đường hô hấp nó có những cái lông, nó có tác dụng là quét những cái vật lạ ra. Do đó nó sẽ làm cho chúng ta lòng đàm, dễ chịu và nó tránh cho chúng ta có những cái tác nhân mới gây hại. Ngoài ra có một cái nhóm đó là cái phycodan. Phycodan là một cái hoạt chất ở nằm trong cái tảo biển. Thì một nhà khoa học ở Nhật Bản người ta đã chứng minh là cho thấy là trong phycodan có một cái tác dụng là nó ngăn chặn cái đột, người ta gọi là cái đột biến của cái tế bào, và như vậy nó sẽ làm cho giảm đi cái tổn thương cũng như là gì, giảm đi cái tình trạng là ung thư của cái đường hô hấp. Cái nhóm cuối cùng mà chúng ta gặp đó là cái nhóm mà người ta sẽ giải quyết những cái triệu chứng, ví dụ là lông đàm nè, làm cho đàm loãng dễ khạc ra đàm. Cái thứ hai nữa làm cho chúng ta khó, nghĩa là giảm đi cái triệu chứng khó thở. Và cái thứ ba giảm đi triệu chứng ho. Đó là cái tỳ bà diệp, cái lá bạch đàn và cái bồ công anh. Trời ơi, ngồi đây hả? Em kiếm vòng vòng ngoài kia không thấy. Ủa, anh Hải sao ho dữ vậy? Đó, ổng này nó ho mấy bữa nay rồi. Đi bác sĩ người ta nói là như viêm phế quản. Viêm phế quản hả? À. Anh có hút thuốc không? Có. Rồi, mà hút lâu năm đúng không? Hút lâu năm rồi. Rồi hút kiểu mà không có ngớt mà càng ngày càng tăng đúng không? Thì đúng rồi, sao biết hay vậy? Trời ơi, rồi cái triệu chứng này em biết luôn, biết rõ luôn đằng khác. Thấy không? Sao biết rõ hay vậy? Trời ơi, ba chồng em. À hả? Bị y như anh mà không chắc cũng nặng hơn á nha. Vậy hả? Ho đến nỗi mà hả, mệt trong người luôn á, không ngã người luôn mà. Rồi rút ho xuống sao? Ổng còn ho không? Giờ hết rồi. Sao hay vậy? Anh biết sao không? Trời ơi, ông bà độ hay sao á. À? Đi uống cà phê rồi tụ họp với mấy bạn cũ đó. À. Cái vô tình gặp một người bạn của ba. À. Chỉ cái giải pháp là từ thiên nhiên. Thấy không? Về uống một cái là coi như là hả, giảm ho thấy hẳn. Hay vậy? Rồi còn tăng lên 2 kg nữa. Trời ơi trời.
Ủa mà cái giải pháp đó là giải pháp gì? Nó có cái gì không đó? Nó có thành phần là Bakalin nè, cam thảo ý nè, lá ô liu, xuyên tâm liên, fucodan. Cái giải pháp này á, là giúp hỗ trợ coi như là hiệu quả các bệnh mà viêm phế quản mãn tính, hen phế quản nè, rồi phổi tắc nghẽn mãn tính như COPD. Trời đất ơi, bữa nay đúng là anh ra khỏi nhà anh bước cái chân phải trước cho nên anh mới gặp em. Quý nhân, quý nhân. Boni Detox hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thưa bác sĩ, thì ngày hôm nay chúng ta cũng chào đón tại chương trình một vị khách mời đã sống chung với bệnh viêm phế quản mãn tính trong vòng nhiều năm nay rồi. Xin được chào cô Hồng Thu ạ. Cô có thể chia sẻ câu chuyện của mình cho bác sĩ cũng như quý vị khán giả được biết được không cô? Ban đầu á thì tôi cũng chỉ húng hắng ho, làm việc cả ngày, mệt mỏi, đêm về ho một hai cái, rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay nữa. Tôi cũng không để tâm lắm. Nào ngờ tình trạng này tiếp diễn mãi không dứt, ngày càng nặng hơn, những cơn ho kéo dài tới đầy đặc, ho đến thắt ruột, thắt gan. Nhiều lần nửa đêm cơn ho kéo dài tới thì là tôi xác định mình mất ngủ rồi. Tôi nằm không thở được, phải ngồi dậy mới đỡ. Tôi lo lắng quá nên đến bệnh viện khám. Sau khi chụp X-quang, đo chức năng phổi và xét nghiệm đủ thứ thì bác sĩ kết luận là tôi bị viêm phế quản mãn tính. Bác sĩ giải thích đó là do chồng tôi hút thuốc lá mà tôi bị ảnh hưởng trực tiếp. Thưa bác sĩ, là lúc nãy bác sĩ có chia sẻ về một cái giải pháp kết hợp rất là nhiều loại thảo dược quý để có thể kiểm soát được những căn bệnh như là viêm phế quản mãn tính, hen suyễn rồi phổi tắc nghẽn COPD. Vậy không biết là bác sĩ có thể chia sẻ nhiều hơn về sản phẩm này được không ạ? Dạ vâng, sản phẩm Boni Detox chứa những cái dược thảo mà những cái thảo dược này nó có những cái tác dụng mà rất là tốt đối với cái hệ thống đường hô hấp, đặc biệt là những bệnh lý mãn tính. Đầu tiên là cái nhóm được gọi là cái nhóm giải độc cũng như là gì, làm giảm đi cái tổn thương của phổi, thì trong đó nó có Bakalin từ cây hoàng cầm. Thứ hai nó là xuyên tâm liên, cam thảo Italy và đặc biệt là nó có cái lá ô liu. Cái nhóm thứ hai là được gọi là cái nhóm là ngăn ngừa những cái tổn thương mới của các tế bào đường niêm mạc hô hấp, thì trong đó nó có là cái cúc tây và cái xuyên bối mẫu. Và đặc biệt là Boni Detox có thêm cái fucodan, nó chống lại cái tình trạng là tổn thương của tế bào của đường hô hấp và nó làm giảm đi cái tình trạng ung thư trên bệnh nhân. Cái nhóm cuối cùng Boni Detox để giải quyết những cái triệu chứng của cái bệnh lý mãn tính, đó là giảm đi tình trạng ho này, khó thở và khạc đàm á, thì trong đó nó có là lá tỳ bà diệp nè, ha, lá bạch đàn và cái bồ công anh. Boni Detox sử dụng cái công nghệ là siêu nano, do đó nó sẽ giúp cho các hoạt chất được phát huy được cái tác dụng tốt hơn, và cái thứ hai là cái tính ổn định của những cái hoạt chất này. Bên cạnh đó thì sản phẩm Boni Detox được sản xuất tại nhà máy đạt được cái tiêu chuẩn GMP theo của cái hiệp hội có FDA của Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới. Thưa bác sĩ, hiện tại thì chương trình đang nhận được rất là nhiều những câu hỏi từ quý vị khán giả. Câu hỏi đầu tiên đến từ chú Phạm Văn Long, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là bệnh nhân bị hen suyễn nhiều năm nay, hàng ngày tôi vẫn luôn phải uống thuốc dự phòng cơn hen. Thế nhưng gần đây á, tần suất mắc các cơn hen của tôi nó dài lên, có khi một tuần một cơn. Nếu dùng sản phẩm giải độc phổi có chứa Bakalin và Fucodan á, có giúp tôi giảm được các cơn hen được không thưa bác sĩ? Chú có thể sử dụng Boni Detox thì nó sẽ giúp cho chú có được, thứ nhất là giải quyết được các cái triệu chứng, cái thứ hai có thể ngăn ngừa được cái cơn tái phát, và cái thứ ba nữa là có thể là làm giảm đi những cái biến chứng không mong muốn còn trong cái quá trình bệnh lý. Xin được cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là một câu hỏi đến từ cô Phan Thu Huyền, thành phố Trà Vinh. Thưa bác sĩ, chồng tôi hút thuốc lá nhiều năm, tuy gần đây đã bỏ nhưng mỗi buổi sáng bị ho khạc đờm, trong ngày thì ít bị. Chồng tôi có nên dùng sản phẩm thảo dược có chứa Bakalin và Fucodan không ạ? Khi mà chồng cô hút thuốc lá, cái tổn thương của cái đường niêm mạc đường hô hấp nó đã bị hình thành rồi. Khi chúng ta ngưng đi thì là giảm đi cái tình trạng nặng nề hơn, nhưng mà cái tổn thương nó vẫn tồn tại. Bác sĩ khuyên là chồng cô nên sử dụng Boni Detox để có thể là giải độc phổi, phục hồi lại cái tổn thương niêm mạc đường hô hấp. Cái thứ hai nữa là nó tránh những cái biến chứng có thể không có lợi do cái chúng ta đã hút thuốc lá. Nhìn những hình ảnh này của chú Thắng, chắc hẳn chúng ta đều bất ngờ trước sự thay đổi tích cực về sức khỏe. Chú Thắng của hiện tại đã khỏe mạnh hơn rất nhiều. Khi chúng nhân Boni Detox này vào thì chú thấy nó khác hẳn, đờm nó không kéo dài, cái hen suyễn của nó giảm hẳn, đờm nó không sốc ra nhiều. Tắc ngang cổ này thì nó cũng hầu như hết hẳn, mà nó lại sức khỏe tốt, tinh thần lại tốt rồi.
Bây giờ thì nói chung ho đờm chú không còn nữa. Hết sạch, đường thở thông thoáng, neo trên từng năm xuống là bình thường, kể cả lúc nào đi được, mà thèm đi thôi. Không nào có rỗ có Tết thì ôi giống bưng mâm là chuyện bình thường, đi lại khỏe khoắn lắm, nó không ảnh hưởng đâu. Vác bao gạo cũng là bình thường, thì khi vẫn phải ngủ tốt. Thế là buổi sáng chú đi tập thì cũng tầm khoảng độ 90 cây chú mới về. Boni Đề Tốt hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Vâng, và vẫn còn rất nhiều những câu hỏi chứng tỏ là có rất nhiều bệnh nhân đang quan tâm đến nội dung chương trình ngày hôm nay. Tuy nhiên, thời lượng của chúng tôi đã hết rồi. Nếu quý vị còn những thắc mắc, có thể vui lòng liên hệ qua số điện thoại hotline của chương trình để được giải đáp ạ. Và quý vị xin được cảm ơn bác sĩ, cảm ơn vị khách mời đã tham gia chương trình. Và cũng không quên cảm ơn nhãn hàng Boni Detox của công ty trách nhiệm hữu hạn Botania đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.